đầu tư điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí, mà nhiều nhà máy, xí nghiệp, những trung tâm thương mại cũng đua nhau lắp điện mặt trời. Thế nhưng liệu mọi chuyện có thực sự dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp thu được lợi nhuận khi phát triển điện mặt trời hay không? Bởi đã có những vướng mắc xuất hiện khi để lấy được tiền điện không phải là chuyện dễ, về hành lang pháp lý cho việc này chưa đầy đủ. Đầu tư gần 1 triệu đô la Mỹ để lắp đặt điện năng lượng mặt trời trên máy xưởng mây, công ty Việt Long Hương ở Tiền Giang chẳng những có điện phục vụ sản xuất mà còn chưa điện để bán cho điện lực. Thế nhưng hoạt động đã bằng đến nay, công ty này vẫn chưa thanh toán được tiền điện. Nhà nước đã cho gắn công tơ 2 chiều, đã ghi nhận số điện nhưng mà chưa có cái việc mà bán để xuất phát thành hóa đơn thì nó còn vướng một số thủ tục. Đây là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất, bởi hiện thủ tục xuất hóa đơn như thế nào khi mà doanh nghiệp chưa có chức năng bán điện, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn về việc đóng thuế. Không biết đó là hiện giờ là mức thuế đó là chỉ mức thuế 5% hay là 10%. Cục thuế Bình Thuận cho biết, với ngành nghề mới, doanh nghiệp tự kê khai thuế. Đây là cái hoạt động nó cũng mới, thì cơ quan thuế cũng sẽ nắm đối với cái tổ chức mà đã bán điện qua cho điện lực tỉnh và kết hợp với kiểm tra tại doanh nghiệp hoặc là khảo sát hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp họ chưa có kê khai thì có thể yêu cầu họ tuân thủ thuế cho nó đúng quy định. Đó thì đối với doanh nghiệp đó thì khi mà anh thực hiện cái bán điện cho điện lực cái thuế anh nộp thuế đầu ra á là 10% trong doanh thu. Ngành thuế cho biết sắp tới cần bổ sung hoạt động kinh doanh điện của người dân và tổ chức này vào luật, tạo hành lang pháp lý để phát triển.